Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Bà Ái Phương nhất quyết mua miếng đất chết người và cái kết. Mời các bạn cùng xem tập 5, kế hoạch hoàn hảo. Đây là phần bình luận và dự đoán mang tính chất giải trí, dựa trên những tình tiết đã xảy ra trong phim. Mọi góp ý của quý vị và các bạn sẽ là động lực để kênh cố gắng và hoàn thiện hơn. Diễm Quỳnh vào công ty, mục đích không gì khác là điều tra hành tung của bà Ái Phương. Những lúc không có ai, Diễm Quỳnh thường xuyên nghe lén cuộc nói chuyện của bà Ái Phương và nhân viên trong công ty để biết bà ta đang có kế hoạch gì. Thông qua việc nghe lén, Diễm Quỳnh biết được rằng Ái Phương đang có ý định sẽ mua cho được khu đất mà ngày trước đã từng xảy ra vụ án mạng có liên quan đến sự mất tích của cha cô. Nhân viên trong công ty tỏ ra vô cùng khó hiểu, mảnh đất vô cùng hoang tàn, không đáng để đầu tư. Hơn thế, đây là nơi xảy ra một vụ hỏa hoạn chết người, nếu mua vào sẽ khó có thể bán ra được. Nhưng bà Ái Phương nhất quyết muốn mua lại mảnh đất. Diễm Quỳnh ngay lập tức đưa thông tin nghe lén về cho chú. Rõ ràng việc mua lại khu đất của bà Ái Phương rất có vấn đề, nó rất có thể xuất phát từ động cơ che giấu tội ác năm xưa. Chú của Diễm Quỳnh ra quyết định nhất quyết mua lại miếng đất này cho bằng được. Ông ta đã trả gấp đôi số tiền mà bà Ái Phương đi ra giá. Và lẽ dĩ nhiên, miếng đất này thuộc về chú của Diễm Quỳnh. Còn bên phía của bà Ái Phương, bà cũng ngờ được rằng trong công ty mình lại có nội gián. Bà vô cùng sốc khi để tuột mất miếng đất chứa đầy điều bí ẩn này. Cay đắng, lo sợ, tức giận là những cảm xúc của bà lúc này. Kế hoạch nội gián của Diễm Quỳnh bước đầu đã hoàn thành xuất sắc. Nhiệm vụ tiếp theo của cô là vẫn đóng vào vai nhân viên ưu tú trong công ty của bà Ái Phương, không để lộ bất kỳ sơ hở nào khiến cho người khác nghi ngờ. Liệu Diễm Quỳnh sẽ tiếp tục phát hiện ra những bí mật? Cô có bị phát hiện và đối diện nguy hiểm? Mọi người nhớ đăng ký để đón xem các tập tiếp theo trên Kamita TV nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.